Chào mừng các bạn quay trở lại với video ngày hôm nay về slide PowerPoint của mình. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu làm thế nào để tạo ra các poster, banner cũng như là các ấn phẩm về truyền thông các bạn nhé. Và trong video lần này thì chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra từ các hình khối cũng như là cái cách thiết kế để chúng ta sử dụng về màu sắc, về phông chữ và về phần picture để tạo ra cái poster như các bạn đang theo dõi ở trên màn hình. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với chương trình này. Các bạn sẽ bấm vào phần New Slide để tạo ra một slide mới. Và trong cái slide này thì thông thường các bạn sẽ thấy là chúng ta mỗi lần chúng ta tạo New Slide thì nó sẽ có cái chế độ là 16:9 hoặc là cái slide của chúng ta nó sẽ nằm ngang. Vậy thì ở đây cái slide của chúng ta nó đang nằm ở cái chế độ Portrait, tức là nằm ở hướng dọc thẳng đứng. Cho nên làm thế nào để chúng ta có thể tùy chọn được cái kích thước cũng như là cái giao diện như thế này thì các bạn sẽ làm như sau. Ở đây mình sẽ tạo ra một cái new slide mới để cho các bạn sẽ nhìn thấy rõ ràng hơn. Đây là cái giao diện mà thông thường chúng ta mở ra thì nó sẽ như vậy. Và các bạn sẽ tạo ra cái portrait cũng như là cái kích thước A4 hoặc là A3 như sau. Chúng ta bấm vào phần design, slide size, các bạn chọn ở đây và chúng ta chọn custom slide size. Trong mục này thì các bạn sẽ lưu ý là chúng ta sẽ lựa chọn một cái kích thước ở đây. Ví dụ như A4 này hoặc A3 này hoặc là các chế độ khác thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng được. Và trong cái poster này thì mình đang lựa chọn chế độ là A4 các bạn nhé. Ok, bây giờ các bạn sẽ bấm vào phần Portrait ở đây thì chúng ta sẽ chọn là cái trang giấy thẳng đứng ở đây. Rồi chúng ta bấm OK thì nó sẽ Maximum. Nó sẽ tạo ra cái kích thước tùy ý và đây là một cái kích thước thật để khi mà các bạn in ra ngoài trên cái máy in thực sự của chúng ta thì nó cũng sẽ ra cái kích thước chính xác ở trên cái trang giấy nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cái phần poster để mua ở đây. Thì các bạn trước hết là chúng ta sẽ quan sát ở trên cái này. Thì các bạn sẽ thấy là ở đây thì mình đang sử dụng về cái các hình khối và thứ hai nữa là chúng ta sẽ sử dụng về màu sắc và thứ ba chúng ta sẽ sử dụng về các text box. Nào bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với chương trình này. Đầu tiên các bạn sẽ bấm vào phần Shape và vẽ ra cho mình một hình chữ nhật ở phía dưới này. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục vẽ ra một tam giác. Đây các bạn sẽ vẽ ra một tam giác thứ hai. Và các bạn sẽ thấy một cái chấm màu vàng ở đây. Chúng ta sẽ kéo cái chấm màu vàng này sang bên tay phải các bạn nhé. Đấy thì chúng ta đã có rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bấm phím Shift để chọn hai hình khối này. Và sau đó các bạn bấm vào phần Sharp Outline để tắt phần No Outline. Tiếp tục các bạn quan sát ở đây. Chúng ta sẽ tạo ra các hình khối theo cái kiểu đường như thế này. Vậy thì làm thế nào để chúng ta tạo được? Bây giờ các bạn sẽ bấm vào phần Sharp và chọn phần Rectangle bo góc ở đây các bạn nhé. Chúng ta vẽ ra. Rồi, bây giờ các bạn sẽ phóng lớn lên để chúng ta nhìn thấy một cái chấm màu vàng ở đây. Chúng ta sẽ kéo lại. Và khi mà các bạn kéo lại thì cái hình chữ nhật này nó sẽ bo góc cho chúng ta rồi. Bây giờ các bạn sẽ kéo cái này dài hơn một chút nhé. Đó, các bạn sẽ kéo dài hơn. Và chúng ta sẽ bấm vào phần Sharp Fill để đổ màu vàng. Để chúng ta sẽ dễ dàng nhìn thấy. Tiếp tục phần Sharp Outline, các bạn sẽ bấm vào phần No Outline. Và bây giờ chúng ta sẽ nhân bản cái đối tượng này lên để tạo ra cái hình khối như vừa rồi mà các bạn mới thấy xong. Đây các bạn sẽ di chuyển này. Nhớ là chúng ta sẽ bấm giữ phím Ctrl để nó sẽ được đồng đều hơn các bạn nhé. Rồi di chuyển lên. Tiếp tục cái thứ 5. Đây chúng ta có thể cho ở dưới này. Cái thứ 6 này. Cái thứ 7 này. Đấy, các bạn thoải mái thôi. Chúng ta thoải mái để di chuyển thôi. Điều hướng cái này. Tùy vào cái sở thích và cái cách bố trí của các bạn thôi. Ok, như vậy chúng ta khi mà các bạn đã sắp xếp xong rồi thì chúng ta sẽ quét toàn bộ các nhóm hình khối này lại. Và sau đấy các bạn sẽ bấm vào phần Sharp Format và chọn phần Merge Sharp. Ở đây các bạn bấm vào phần Union. Đấy, chúng ta sẽ gộp tất cả các nhóm hình khối này lại thành một thôi các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ quay ngang cái nhóm hình này. Các bạn nhớ là khi mà chúng ta quay thì chúng ta sẽ giữ cho cái hình khối này. Nó sẽ song song với cái đường chéo của cái tam giác này.
Đó, thì bây giờ các bạn sẽ di chuyển ra phía ngoài. Ok. Đây, các bạn sẽ chỉnh. Rồi. Sau khi mà các bạn đã điều chỉnh xong rồi thì chúng ta sẽ cắt bỏ cái phần dư thừa ở phía ngoài này đi bằng cách là các bạn sẽ vẽ ra một cái phần sharp và vẽ ra một cái rectangle ở đây. Các bạn sẽ bấm vào cái phần màu vàng trước và giữ phím shift để bấm vào phần màu xanh. Chọn phần Merge Sharp để tắt phần Sharp Charge. Ok, như vậy chúng ta đã làm xong rồi. Thì bây giờ tiếp tục đến với phần thứ hai, đấy là các bạn sẽ vẽ ra, tạo ra các đường này. Đây, các đường ở phía trên nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tương tự thôi, bấm vào phần Rectangle Around để chúng ta vẽ ra một cái đường như thế này. Và các bạn sẽ bấm vào cái mũi tên chấm tròn ở đây để chúng ta kéo lại nhé. Rồi, tiếp tục chúng ta đổ màu vàng, Sharp Format để đổ màu vàng và bấm vào phần Sharp Outline để tắt phần No Outline. Bây giờ chúng ta sẽ làm tương tự thôi, các bạn sẽ xoay cái đường thẳng này và các bạn nhớ là chúng ta sẽ xoay để nó song song. Và bây giờ chúng ta sẽ di chuyển lên đây, sắp xếp nó một chút, thứ này nữa, giữ phím Ctrl để chúng ta di chuyển. Ok, bây giờ các bạn sẽ tạo thêm một cái bên này nữa nhé. Sau khi đã hoàn thành xong, chúng ta sẽ bắt đầu đến cắt bỏ cái phần dư thừa ở phía ngoài này. Đây, các bạn có thể chọn hai cái này. Và chúng ta sẽ bấm vào phần Merge Sharp để chọn phần Union. Và bây giờ các bạn sẽ bấm vào phần hình chữ nhật để chúng ta cắt bỏ cái nhóm hình khối ở dư thừa ở phía ngoài đi. Đây. Và cái phần cắt bỏ này thì sau khi mà các bạn đã làm quen với tất cả các bài tập đơn giản ở phía trước kia rồi thì các bạn hoàn toàn có thể thực hiện cái phần này nó nhanh chóng và đơn giản thôi. Đây, chúng ta làm tương tự Sharp Charge và cái cuối cùng này chúng ta cũng sẽ làm như vậy nhé. Rồi, nhớ là chúng ta sẽ chọn cái màu vàng trước và sau đấy là chọn cái màu xanh ở đây để chúng ta mới cắt bỏ được. Ok, sau khi các bạn đã hoàn thành xong với cái phần thiết kế ban đầu, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến cái việc là tạo ra cái phần text box cho nó nữa. Các bạn sẽ tạo như sau, bấm vào phần Sharp và chọn text box. Ở đây thì chúng ta sẽ nhập về thông thường thì chúng ta sẽ tạo về cái logo hoặc là những cái slogan nó sẽ nằm ở phía đầu này các bạn. Đó, chúng ta sẽ tạo về như vậy. Và cái số này thì chúng ta cũng sẽ đổ màu xanh cho nó nhé. Rồi, các bạn sẽ di chuyển cái này lên một chút. Tiếp tục, ở đây thì chúng ta sẽ tạo thêm một cái text box ở phía dưới. Và các bạn sẽ gõ phần Design Slide. Cho lớn hơn. Và ở đây thì các bạn sẽ di chuyển vào giữa này. Rồi, cho phông chữ này lớn hơn nhé. Và chúng ta sẽ chọn cái phông chữ khác này. Chọn phông chữ này. Đó. Ở đây các bạn có thể chọn là 30 đi. Nó sẽ cân bằng với hai bên của cái chữ là 2020. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong về cái phần chữ bên này rồi. Thì các bạn sẽ bắt đầu tạo thêm một cái text box ở phía này nữa. Thì thông thường về những cái text box này thì các bạn sẽ có thể là nhập về cái chủ đề. Đây, các bạn có thể nhập về cái chủ đề trong cái poster của các bạn để giới thiệu cho độc giả biết là người ta đang quan tâm đến cái vấn đề nào. Nhỏ lại, đổ màu xanh. Và tương tự cái dưới này thì các bạn sẽ tạo thêm một cái text box nữa. Ở đây thì các bạn sẽ tạo ra một cái slogan nhé. Slogan here. Và chúng ta sẽ đổ cái màu này nó xám hơn. Bây giờ các bạn sẽ di chuyển cái này ra giữa của cái chữ PowerPoint Academy. Rồi, như vậy là cái phần header ở phía trên chúng ta đã hoàn thành xong. Các bạn sẽ tiếp tục tạo về cái phần header ở phía dưới này, cái title ở phía dưới.
chúng ta sẽ đổ màu trắng. Đây. Rồi ở đây nó sẽ có một cái chữ đấy là các bạn sẽ nhập vào. Do ở đây thì chúng ta sẽ hoàn toàn tạo về cái nội dung trong cái tiêu đề của các bạn nhé. Chúng ta cho cái nội dung nó lớn hơn. Hit. Các bạn sẽ đổ màu xanh cho cái text box này. Và tiếp tục ở dưới này có một cái chữ nữa. Ok, sau khi xong rồi thì các bạn sẽ tạo thêm cho mình một cái nội dung nhỏ ở phía dưới. Đấy là các bạn bấm vào phần Shape và chúng ta sẽ vẽ ra một cái chỉ gạch chân ở đây. Bấm vào phần Shape Outline để đổ màu trắng. Và tiếp tục bấm vào phần Shape Outline để tăng cái độ rộng của nó lên. Ok, và ở dưới này thì các bạn sẽ tạo thêm một cái nội dung ngắn thôi. Và nó rất là nhỏ nhá. Bấm vào phần Home để cho nhỏ cái kích thước này lại. Và chúng ta sẽ có một cái đoạn quảng cáo cho các bạn ở dưới này. Thì thông thường thì các bạn cũng sẽ nhập về cái nội dung quảng cáo hoặc là cái thông tin truyền thông của các bạn ở trong này thôi. Đây, cho nhỏ lại, ngắn thôi. Đó. Rồi, sau khi mà các bạn đã xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đến cái việc là chúng ta đổ màu cho cái màu xanh này nữa. Đây, các bạn bấm vào phần Shape Format để chọn phần Shape Fill. Và trong này thì chúng ta sẽ chọn cái màu này. Ok, như vậy nó đã nổi cái màu textbox của chúng ta lên rồi. Và tương tự ở đây các bạn cũng sẽ đổ màu xanh nhá. Đây, chúng ta đổ màu xanh này. Đấy. Và cái việc cuối cùng mà chúng ta cần làm đấy chính là cái này. Các bạn sẽ đổ cái picture vào đây. Bây giờ các bạn sẽ đổ bằng cách nào? Chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn bấm vào phần Format Shape ở đây. Và các bạn lựa chọn phần Picture or Texture Fill. Đấy. Thì ở đây thì khi mà chúng ta đã lựa chọn sẵn rồi thì nó sẽ có như thế này. Còn không thì các bạn sẽ bấm vào phần Insert. Chọn From a File. Và chúng ta sẽ lựa chọn một cái hình ảnh mà các bạn mới tải về và download ở đây. Đó. Thì bây giờ các bạn sẽ thấy này. Khi mà chúng ta import cái phần picture này vào thì nó sẽ nằm theo cái hướng này. Và bây giờ các bạn sẽ làm một việc cho mình, đấy là bấm vào phần Row State with Shape. Các bạn bỏ cái tích ở đây đi. Thì nó sẽ để nguyên cái hướng đứng của cái tấm ảnh này. Và bây giờ hoàn toàn các bạn có thể bấm vào cái phần Offset Left, Right, Top, Bottom để chúng ta căn chỉnh cái hình ảnh này. Làm sao để các bạn sẽ lấy được cái vị trí nó ưng ý nhất và nó chuẩn xác nhất. Đây, đấy, các bạn sẽ có thể bấm vào đây để nó sẽ cho rộng ra. Chúng ta sẽ thấy được toàn bộ cái thành phố chẳng hạn. Đó, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy được cái thành phố xanh ở đây. Khi nào mà các bạn chỉnh cảm thấy nó ưng ý nhất thì chúng ta dừng thôi. Ok, như vậy là nó đã khá ổn rồi. Đây, các bạn lưu ý này. Khi mà chúng ta chỉnh ấy thì có thể nó sẽ bị mất một vài cái góc ở trên này. Cho nên là chúng ta sẽ lưu ý là chúng ta đừng để mất những cái góc như này. Thì nó sẽ làm cho cái hình ảnh của chúng ta nó sẽ không được đẹp mắt các bạn nhé. Rồi. Sau khi đã xong rồi thì bây giờ các bạn sẽ thấy một cái màu vàng ở đây nữa, thì chúng ta cũng có thể đổ cái màu xanh nữa nhé. Đấy, các bạn sẽ làm như vậy. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta đã hoàn thành xong toàn bộ cái nội dung cho cái poster này. Và đây là một cái poster đơn giản mà chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra bằng chính slide PowerPoint. Và trong video, trong cái bài học lần này thì mình muốn lưu ý với các bạn, đấy là cái quá trình mà chúng ta sử dụng về màu sắc, về phông chữ. Đấy là các bạn sẽ tối đa sử dụng tầm khoảng 2 đến 3 cái màu sắc thôi. Và các màu sắc phải được sử dụng hài hòa với nhau. Và lưu ý là về cái phần tấm hình ảnh này, các bạn hãy nên lựa chọn các hình ảnh nó có màu sắc liên quan đến cái màu sắc chính tổng thể ở trong cái slide. Thì như vậy các bạn sẽ thấy được cái slide của mình nó có sự liên kết với nhau, sự gắn kết với nhau từ hình ảnh cho đến phần textbox. Ok, các bạn sẽ đã thực hiện xong cái video lần này và các bạn có thể tham khảo thêm các video trên kênh của mình ở đây, Nguyễn Ngọc Dương, và các bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu và tham khảo thêm các video về slide PowerPoint nữa nhé. Và các bạn hoàn toàn cũng có thể tham gia các khóa học về Unica ở đây. Và trong cái khóa học này thì Thầy Dương đã có 53 bài giảng dành cho những người mới cũng như là những người đã từng làm về slide PowerPoint, muốn nâng cao về trình độ slide PowerPoint ở trong này.
Và chúng ta có thể là xem qua về tất cả các bài học, các nội dung bài học ở trong này, từ cơ bản cho đến chuyên sâu. Ok, chúng ta ngày hôm nay đã hoàn thành xong về cái phần design về poster. Các bạn cảm thấy hay, hữu ích, hãy like, share và subscribe kênh để theo dõi nhiều các video mới nhất của mình đấy nhé. Hãy cố gắng thực hành thật nhiều để có cái kiến thức nền tảng tốt nhất cho chính bản thân mình trong quá trình thiết kế các slide PowerPoint. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video lần tiếp theo.